Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Em giới thiệu cho quý anh chị nè, siêu phẩm đời 2003 Hyundai nhập Hàn Quốc nha. Hyundai nhập Hàn Quốc 2,5 tấn, HD65 hàng nhập Hàn Quốc á, 2,5 tấn đời 2003 nha. Thùng kín inox, thùng cao chót vót luôn đây nè. Thùng em nó cao là chót vót luôn, thùng dài 4,4 m lọt lòng nha quý anh chị. Thùng kín, xe 2,5 tấn, tải trọng là của em nó 2 tấn. Rồi bây giờ em đi tới đâu rồi em mở cho quý anh chị xem luôn ha. Đây lòng thùng cho quý anh chị xem trước đây ha. Đây lòng thùng của em nó nha. Thùng rất cao và to nha. Sàn phẳng lì luôn nha quý anh chị. Cửa sau inox nha, vách cửa sau ở phía bựng cũng inox luôn. Ở phía sau là bọc inox rồi nha. Toàn còn cái này là cửa bên hông nè, hai cánh cửa bên hông mở rộng hết toàn bộ nha, thuận tiện cho việc lên và xuống hàng nha quý anh chị. Đây là một cửa nè. Rồi, còn đây còn một cửa nữa nè. Đây là hai cửa nè, tha hồ xuống hàng luôn nha. Nha. Đây còn sắc xi nha, sắc xi là rất đẹp. Chiếc xe này á, giờ em chưa có rửa thôi, nhưng mà sắc xi em nó là rất đẹp nha quý anh chị. Dàn gầm cực kỳ đẹp luôn. Vỏ lốp là còn tầm 70% đều nha. Vỏ lốp em nó là 70% đều, lốp xe cua em nó là còn 100% chưa hạ đất nha, lốp xe cua còn mới luôn. Đó. Xe này là xe nhập đời 2003 nha quý anh chị, xe rin hết nha. Rin hết toàn bộ nha quý anh chị. Cái này em cam kết là bao rin toàn bộ nha quý anh chị ơi. Đây, tắp lô 2 tầng đây, hàng nhập của Hàn Quốc nha. Máy móc là cực kỳ luôn. Này chẳng qua là hơi dơ thôi, em chưa có rửa. Rồi về cái là em lên luôn ha. Đây HD65. Tải trọng của em nó là 2 tấn nha, và tổng trọng tải trên 5 tấn. Em ơi, mở nổ máy dùm anh. Đây bên hông nè, bên hông vẫn còn tem rin hết nha quý anh chị. Vẫn còn tem rin hết nha. Đây, nhập Hàn Quốc mà. Nhập Hàn Quốc là chắc chắn là chữ Hàn Quốc chứ không phải chữ Nhật đâu. Đây nè. Đây tắp lô đồ đều đẹp hết nha quý anh chị. Ha, tắp lô đều đẹp hết nha. Rồi, bây giờ em mở cái cục máy lên cho quý anh chị xem ha. Này dàn lạnh là em nó có nhưng mà không xài nha quý anh chị. Dàn lạnh em nó có nhưng mà không xài, cái máy cực kỳ luôn. Máy là cực kỳ dữ, máy lớn turbo nha quý anh chị. Máy này là máy lớn turbo nha. Rồi mở nắp ra. Đây cái máy này là máy lớn turbo nha, có turbo nha quý anh chị nha. Cái máy cực kỳ á. Đây cái dàn lạnh có sẵn, lốc lạnh có sẵn nha. Nhưng mà không xài, tháo dây cura ra rồi. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì về cứ gắn dây cura vô là sử dụng thôi ha. Rồi cái máy là không đổ hơi nha quý anh chị. Đây nè. Em quay kỹ nè. Quay sát cho quý anh chị xem, cái máy không có đổ hơi nha. Cái dàn gầm là không có mục mọt nha, dàn gầm cabin là không mục mọt, cực đẹp luôn. Đây. Em quay rất kỹ cho quý anh chị xem ha. Cái máy là khô rốc luôn, khô ráo nha. Ngay chỗ này là đổ nhớt theo thời gian là dơ bám thôi, chứ còn phía dưới cục máy là rất khô nha quý anh chị. Rồi em quay qua bên kia cho quý anh chị xem thêm một lần nữa ha. Đây, cái cục máy là rất khô nha, không có ướt nha. Đây nè. Cái này mà rửa máy ra là cực kỳ đẹp nha. Còn sắc xi là cực đẹp ở bên là cái này là sắc xi bên tài luôn nè. Cái dàn gầm nè. Dàn gầm là ở phía dưới là lót một lớp ván, một lớp gỗ rồi, còn ở trên là sàn sắt. Là rất đẹp nha. Xe này tổng thành xe là rất đẹp luôn quý anh chị ơi. Đời 2003, đời 2003. Em bán cho quý anh chị 155 triệu thôi nha. Xe này em bán cho quý anh chị 155 triệu thôi. Đời 2003 nhập Hàn Quốc 2,5 tấn, 2,5 tấn HD65. Mà em bán chỉ có 155 triệu thôi nha. Thùng cao chót vót luôn. Cái này thùng cực cao, thùng này là cao hơn 2 mét nha quý anh chị. Hơn 2 mét lọt lòng luôn nha. Rồi.
Quý anh chị nào mà muốn sở hữu chiếc xe này xin gọi cho em cái số hotline là 0977317268. Đây là cái số hotline của em nha. Đây là cái số hotline của em nha, 0977317268 ha. Có gì liên hệ với em nha. Rồi, em kính chào quý anh chị ha. Chúc quý anh chị một ngày thật là vui vẻ. Em xin chào.